dữ rồi. Gà tới chỗ đó nó bị cạn các bạn, phải nạp cho nó đi qua cái chớn nữa các bạn. Anh này đứng ở sau mà quan sát. Thêm một chiếc nữa nha các bạn. Anh này đang tăng tốc để mà vượt qua cái chỗ cạn này luôn nha. Thấy chiếc tàu rồi, thấy nguyên một làn khói đen rồi. Quá dữ rồi. Hai chiếc ga. Trên này thì mình thấy một anh tàu biển đang nhảy rất là dữ dội nha. Trời ơi khá là xa nha các bạn. Đang đi sóng ngược nha. Biển này nó quậy lại hay sao á.
vậy cho vô luôn rồi. Vô luôn rồi. Các bạn xa xa trên này thì mình thấy là một anh tàu biển cũng lắc dữ lắm nha. Đang chạy vô bờ nha các bạn. Trời ơi. Đây đó cũng tầm cả cây số đó. Quá dữ rồi. Anh đang từ từ đi vô đây các bạn. Trời ơi. Phải nói là rất là cực cho mấy anh ngư phủ mà đi trên chiếc tàu như thế này nha các bạn. Những lúc mà biển động với lại bão nha các bạn. Sóng nó cao ghê chứ. Cứ lên lên xuống xuống như thế này thì cảm giác nó khó chịu lắm. Đây nha, bắt đầu ảnh đi vào gần gần bờ hơn ở đây các bạn. Quá. Ôi giời, ảnh đang lướt sóng luôn. Trên này có một chiếc nha các bạn, để mình quay cho mọi người xem nha. Nó mất tiêu rồi. Đây. Anh này thì anh nhỏ hơn nha. Anh cũng lên đền dữ lắm đó. Tiếp theo nha các bạn, mình sẽ xem anh này anh chạy vô bờ nha. Thấy ông sóng nó đẩy rồi, ôi nghiêng kìa, ôi ôi. Đây mình sẽ ở đây để mà quay gửi đến mọi người những cái đoạn phim mà phải nói là cực kỳ khó khăn cho mấy anh em ngư phủ nha. Nhưng mà có ăn con tôm con mực thì phải nhớ mấy anh này một tí nha. Phải nói là rất là khó khăn cho mấy anh này khi mà cập bến những cái lúc mà biển động nha các bạn. Quá dữ rồi. Trời ơi, các bạn thấy anh nghiêng ghê chưa? Wow. Do là mình quay vào buổi chiều đó các bạn, cho nên là nó hơi đen đen một tí nha. Đây có anh ra phía bên đà không đứng.
lên xuống xuống như thế này cảm giác nó khó chịu lắm. Anh trời nãy giờ chưa vô được bến nữa nha các bạn. Sóng nó lùa kìa, đó, ghê chưa? Đẩy lên đẩy xuống như thế này thì khó chịu lắm. Cái này đang vô nha các bạn, sóng đánh dữ lắm nha. Trời ơi, dương hai càng ở hai bên kìa. Quá dữ rồi. Trời ơi, lúc luôn rồi. Anh đang đi vô bờ nha các bạn. Phải nói là những cái cơn sóng này uống lượng luôn đó các bạn. Khi mà đi ra đây thì kiếm con mực con cá thì cũng phải nói là cũng khá là chua nha. Nhưng mà đặc biệt là những cái ngày mà biển động như thế này thì cá rất là trúng nha các bạn. Thì cái lượng sóng mà đánh như thế này thì cái lượng oxy nhiều thì cái con cá nó rất là khỏe các bạn, đi nhiều. Bạn thấy không, lên đền trên biển luôn. Ôi giời ơi kìa. Wow. Sử dụng máy đê các bạn, không biết đê máy nha. Chiếc đê cũng khoảng 5m. Trời ơi, dữ vậy. Trời ơi, anh quẹo đi đâu ta. Quá rồi. Anh này anh chơi cảm giác mạnh quá. Trời ơi. Trời ơi. Dữ vậy anh ơi. Quá. Trời ơi, trời ơi. Như một cái lò xo vậy trời. Anh này anh ra khơi lúc này cũng hơi căng nha các bạn. Đó. Ôi ôi. Kệ mũi nó bốc lên luôn rồi. Này chắc ngồi đó chắc mình máy ướt hết trơn luôn quá. Rồi cho tóc mình đi ngang. Rồi 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 rồi.
tăng tốc qua phía bên kia các bạn ơi. Cái tàu này thì chạy cũng không có lên ga được các bạn, một mức à. Thế rồi lên mà hết ga thì nó cũng không có tốc độ mấy đâu. Tại vì máy D thì chủ yếu là nó mạnh thôi các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dữ vậy. Này giống như chơi cảm giác mạnh như các bạn. Một chiếc xe mua trần mà chạy đi. Cái đó là cũng khá là gắt nha. Ôi ôi kìa, trời con nhảy kìa. Ôi ôi, thằng tàu khổng lồ, tàu tải. Anh này anh còn lưng tưng ở ngoài này nè chàng. Càng ra xa thì sóng nó càng lớn nha các bạn. Trời ơi. Anh nhảy lưng tưng qua này nè. Chung là khi mà chạy những cái phương tiện mà ra khơi thế này thì anh tài công thì anh phải biết cách chạy các bạn. Chung là không quen trong nghề chắc cũng không có biết cách để mà chạy trẻ sóng hay như thế nào đâu. Trời ơi. Ôi ơi, dữ gì. Kệ quá trời rồi. Trời ơi. Này không biết đi đánh lưới gì luôn. Đang đi khá là xa nha các bạn. Trời ơi. Sóng nó đẩy tới đẩy lui, đẩy tới đẩy lui. Ôi giời ơi kìa. Wow, trời ơi. Dữ vậy. Mình không biết là anh cập bến ở đâu đây. Thì qua cái chỗ này thì các bạn. Tại chiếc kia thì đi tới chỗ này sóng quánh ngược cho lại, chạy ngược cho lên lại nè. Trời ơi, kìa con kìa. Quá xa. Quá. Kìa anh dội ngược trở lại luôn các bạn. Kìa. Này anh tài công cho nước nhẹp hết trơn rồi. Cặp vô hòn hay gì đó. Anh
đang chạy qua cái hòn phía bên kia đây các bạn, hòn bên này nè nha. Sát mé bên kia thì vô sát trong thì nói chung là cũng không có gió rồi, mà ngoài này thì nó lần chừng nó cũng khó chịu quá. Anh này mà anh chạy vô sát trong đó thì anh an toàn rồi nha các bạn. Rồi luôn rồi. Trời ơi, trời ơi. Rồi một chiếc tàu đi ngang nữa. Quá. Con nhảy kìa chàng. Không biết là trên màn ảnh nhỏ các bạn xem có mờ hay không nha, nhưng mà mình đang cố gắng theo ảnh để mà cặp bến ở đâu nha. Trời ơi, ok à. Vô sát trong đó thì an toàn nha các bạn, nhưng mà chỗ này sao nó lắc dữ vậy không biết. Quá mờ rồi. Qua tới đây nha các bạn. Nói chung là cũng an toàn rồi nha. Mình thấy chiếc tàu cũng khá là lớn nha. Cũng đang đi đi vô nhưng mà hơi đi hơi ngang ngang chút xíu nữa các bạn. Quẹo cái mũi vô từ từ đi các bạn. Hiện tại đây đang vô sóng xuôi nha. Vô thì nhanh các bạn, vô sóng xuôi gió xuôi luôn.
là nhỏ bé các bạn ơi. Giờ anh đang chạy ra khơi nha, gió quá gió luôn. Wow, gì quay cho vô vậy? Rồi anh thấy sốc quá, anh quay cho vô các bạn ơi. Thứ gì chịu nổi đi chứ. Vô luôn rồi, đúng vô hòn lại rồi, bớt ra ga để cho nó chắc nha các bạn. Vô luôn rồi. Có chiếc vỏ các bạn đang đi sắp luôn. Quá rồi, ra khói đen luôn rồi. Trời ơi, cái máy đê chở một số cái thằng thái các bạn, chở tôm mực cá vậy nè. Đang đi ngang các bạn ơi, trời thì đang mưa lâm râm luôn rồi. Quá ôi ôi, ra khói đen luôn, ôi ôi. Quá dữ rồi. Cái mũi này mũi bằng nữa, không phải mũi đi biển nữa. Ôi ôi, kìa. Trời đang mưa lâm râm các bạn. Dạo này mưa thì nhỏ nhưng mà hột to lắm. Dạ có đèn luôn rồi cái máy. Wow, sóng rất là cao các bạn. Kìa, này mình chở cá hay gì đó, cá biển hay gì đó. Chiếc vỏ xẹp các bạn ơi, đang đi vô nha. Trời ơi, sao quay ngang luôn vậy? Đi theo sóng các bạn ơi, lát quẹo vô dàm luôn nè. Đó, sẽ quẹo vô dàm nha. Đó, sóng nó đẩy qua luôn. Phải nói là rất là kỹ thuật nha các bạn. Cao tốc đang chạy ra nha. Wow, cao tốc ra thì tốc độ mai đỉnh luôn. Anh em như anh chạy rước khách các bạn ơi, không có khách nha, chạy qua hòn rước khách về các bạn. Hay là khách vô trong thì mình cũng không thấy nữa.
sống đó. Quá dữ rồi, hai cái hàng gâu rồi ra rất là xa các bạn. Ôi giời ơi, chiếc cao tốc anh đang chạy vô nha các bạn, từ bên Hòn về nha, khá là xa cho nên là cái khung hình hơi lắc xíu, bạn xem thông cảm nha. Quá wow, tốc độ dữ lắm luôn rồi các bạn ơi. Quá dữ rồi, chạy kiểu này chắc cỡ 60-70 quá. Bây giờ đi trên mặt nước không luôn rồi. Đi trên này trải nghiệm nói chung là cũng phê lắm nha các bạn, cảm giác mạnh lắm nha. Rồi 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 rồi, quá quá sướng. Rồi ơi, kệ à, quá đã luôn các bạn ơi. Từ bên Hòn bên kia mà, từ góc quay bên kia mà về tới bên đây cũng đâu đó khoảng phút ngoài rồi các bạn. Vận tốc khá là nhanh. Trong này có một chiếc giống như là chiếc tàu hai thân các bạn, anh ra khơi nữa rồi nha, nãy anh mới vô. Quá đã luôn, anh chạy bằng động cơ nhưng mà ở phía trên thì có một cánh bồm giống như là cái bánh lái vậy đó các bạn. Để số 3 nè, không biết là 3 ngựa hay là 3 HP vậy. Chiếc này nhìn khá là đã các bạn ơi, hai thân. Cảm giác cũng phiêu phiêu quá ha. Trời ơi, trời ơi, một sáng tạo phải nói là cũng khá là độc đáo nha các bạn. Đây mình lấy toàn cảnh cho mọi người xem. Do là mình không có tiếp cận gần các bạn ơi, cho nên là không biết là anh sử dụng bánh lái bằng cánh bồm hay là lái bằng tay các bạn. Nhưng mà nhìn thì cũng rất là đẹp nha. Nãy anh đi từ hướng bên này nè các bạn, giờ sao gió nó bê qua tới đây dữ rồi. Hai thằng giống như hai chiếc vỏ mà kết lại vậy nè. Trong là ở xa xa thì nhìn nó cũng
nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn. Cái này mình nghĩ tiếp cận gần hay chung cũng khá là lớn nha các bạn, tại vì hai anh này anh ngồi mà khoảng trống xung quanh thì còn khá là rộng nha. Đây là có cái máy để số 3 đây nữa các bạn, không biết là máy ba ngựa hay sao á, chứ mọi người xem bình luận nha, góp ý tiếp mình nha, cũng lần đầu thấy chiếc này luôn, sáng tạo. Hai bên hông thì có gắn những cái lan can inox các bạn. Rồi chiếc tàu mấy chiếc này mà ra mà đi câu nói chung cũng êm lắm nha. Nãy anh chạy vô rồi giờ chạy ngược trở ra lại. Lá cờ thì lá cờ hay cánh bơm vậy, hay bánh lái vậy nè, 3-4 màu vậy lắm. Ở trên có cái bóng đèn nữa. Tại đi ngoài biển các bạn, đi trong kinh vô cầu rồi không có qua được luôn nha, cũng khá là cao á. Khá là xa phía bên kia. Có chiếc tàu biển ra khơi các bạn ơi, hiện tại thì sóng rất là cao nha. Trời ơi. Trời ơi. Dữ vậy. Kìa, có anh nhảy kìa. Sóng ngược, trong là đi ra ngoài nó đánh vô các bạn. Tàu qua đây là nhảy dữ lắm luôn các bạn. Mà này sóng rất là lớn nha. Trời ơi kìa. Wow. Trời ơi. Quá dữ rồi. Trời ơi. Ra ngoài kia anh túa như pháo bông như trời.
đằng chiếc này đang vô. Thôi rồi. Này đang chạy vô nha các bạn. Một chiếc đang vô nha các bạn. Nhìn nó lên bên quá trời luôn nè. Trời ơi, ok à. Đây đó cũng khá là xa các bạn, hiện tại thì đang mưa nữa. Nói chung là đây đó khung hình nó cũng hơi bị mờ xíu nha. Quá rồi, quá rồi. Anh đang vô sóng xuôi các bạn ơi, đang thả vô từ nè. Ôi ơi kìa, có anh đảo kìa. Wow, lắc dữ vậy. Mưa ngoài kia là mịt mù luôn các bạn. Trời ơi, sóng đẩy tới nó kéo lại kìa. Khá là lên đền nha các bạn. Chiếc tàu đang vô các bạn ơi. Từ xa nó lặn hợp ngoài kia rồi. Trời ơi, bê cái gì. Bữa nay là phải nói là mưa nguyên một ngày luôn. Hầu ra khói luôn rồi.
cấm nó đẩy ghê thì chứ. Vô trong này sống nó mới căng nè, sống nguội nhiều các bạn, ngoài đánh vô trong đẩy ngược cái ra lại. Thôi rồi.